giới thiệu với các bạn, đây là cái quán bánh chuối Thái Lan tại đường Lê Lợi, phố cổ Hội An. Đây là cái quán vỉa hè có tên là Madame Huy, có cái số điện thoại là 0905 911 349. Đây là cô Quý, 61 tuổi, là chủ quán của quán bánh chuối Thái. Banana pancake. Banana pancake. One hả chú? Chuối đường bọc mì. Cô Quý bán đây lâu chưa cô Quý? Cô bán hai năm rồi. Hai năm mà cứ đẩy Sài Gòn không cho đứng đây nè. Không cho đứng đây, cô là Sài Gòn lên ở đường Trần Độ. Cứ lăn lán xuống đây. Như vậy mỗi phần bánh bánh chuối Thái này là có giá bao nhiêu cô? Có giá 30.000. 30.000 mà mỗi ngày cô bán khoảng bao nhiêu cá? Cô thì cô mới ra bán mấy chục cá rồi. Dạ. Cái bánh chuối này có nguyên liệu làm về từ cái gì cô Quý à? Bột gạo. Bột gạo. Ở trong là có nhân cái gì cô? Bột mì. Dạ. Có đường với chuối ha. Đường bột mì. Dạ. Chuối, bột gạo. Dạ. Có một cái con đi trứng đánh vô bột nữa không? Rồi sau này mình chia hết, kia lên mình bỏ cuốn vô tay ở ngang chuồi, bỏ chuồi tay ra thay mà tay. Dạ. Công đừng lo, sẽ từ từ. Coi như là đó, tay ở ngang chuồi ăn thay là mình làm thay. Đây là cái người nước ngoài đang mua cái bánh chuối Thái của cô Quý nha. Rồi, chỗ lúc nãy mình đứng rồi. Cô Quý, cô nói lại là trong cái bánh chuối Thái này nó có những cái thành phần nào cô? Bột mì. Dạ. Trứng với lạ bột nổi. Cô có bột nổi nữa. Dạ. Không phải bột nổi mà bột dầu đó không? Dạ. Rồi xong ra cắt ăn ăn xùa làm xùa ăn thay mình thay mình ăn chuối. Dạ. Chuối. Dạ. Rồi sau khi có sữa với lại sô cô la rất là. Cái này là cái địa chỉ này là nói sao cho người ta dễ nhớ cô Quý à? Bây giờ buổi chiều là mình đứng đường Trần Hưng Đạo. Dạ. Số mấy Trần Hưng Đạo cô? Ngõ ba Trần Hưng Đạo đó. Ngõ tư. Dạ. Ngõ ba còn túi là đứng ngõ tư đây là ngõ tư Lê Lợi với lại quán cà phê Bình Dương. Dạ. Ngay đầu cái phố cổ. Đầu phố cổ. Dạ. Ngõ tư phố cổ. Cái này mình đắt lên cái gì là cô Quý à? Sữa đây con. Sữa. Sô cô la. Sô cô la nữa. Ghê không? Sô cô la thiệt dễ luôn. Tại ăn ăn gì là mình bấm hết. Dạ. Có xoài. Có xoài đó là có dứa. Có thơm. Dạ. Trong miền Nam gọi là dứa đó. Với lại đây chuối. Là chuối. Dạ.
À, cái bước ban đầu là mình đổ bột lên, mình làm thành cái khung bánh. Đổ như bánh tráng phải không? Dạ. Cái sao rồi mình đổ cái này mình để bao lâu cô? Bao lâu sao không? Để bao lâu để nó chín cái bánh? Chín nhanh lắm, làm đây cô chắc là chín liền. Dạ. Chứ khoảng phút cái mấy hả? Cái này là có độ nóng rồi. Dạ. Mà khi mà mình bắn vô độ nóng chưa có thì hơi cũng 5 phút. Dạ. Cái này nóng là mới được, mà không nóng là con đâu có xoay được. Dạ. Rồi sao nào mình làm vậy mình đổ trứng vô đó nè. Dạ. Đó, chuối xong cái bỏ trứng vô. À, mình trứng mình ra đánh trong bột đó rồi. Dạ. Trứng ra đánh trong bột là trứng đỏ không không. Dạ. Còn ra này đánh thêm một tiền mỗi người là một phát chỗ thơm bánh không biết không? Em bơi rồi bò. Cái bánh này là nó xuất phát từ đâu cô Quý hả? À, từ Thái Lan không? Thái Lan. Này nên gọi là bánh chuối Thái đó. Bánh chuối Thái Lan này, bánh chuối Thái này. Cô để bỏ ăn trước kìa, qua đâm Quý kìa. Dạ. Đó ơi, ăn vậy là chín rồi đó. Dạ, dạ chín rồi. À, sao mình lúc mình bán có cái giá 20, lúc có cái giá 30 cô ý? Dạ. Đối với người nước ngoài thì mình bán khá cao hơn tí. Đồng nghĩa với chất lượng nó cũng có cao hơn tí. Cũng như nhau mình. Dạ. Việt Nam mình là 20. Dạ. Nếu các bạn thích ăn bánh chuối Thái thì có thể đến cái quán của Madam Quý, có cái số điện thoại trên đây. Đây là ở ngay góc đường Lê Lợi, nơi đầu vào phố cổ Hội An nhé.